f 1 tại khu công nghiệp Amata có dấu hiệu nhiễm covid-19, nguy cơ lây nhiễm cao. Sáng ngày 15 tháng 6, theo CDC Đồng Nai, trường hợp f1 là anh NTZ, 38 tuổi, ngụ tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại công ty Mep Pacific Singapore thuộc khu công nghiệp Amata, Thành phố Biên Hòa, đã xuất hiện biểu hiện lâm sàng của bệnh covid-19. Anh NTZ có tiếp xúc với ca bệnh Bn10714 là anh họ đến nhà chơi vào ngày 8 tháng 6. Tối ngày 11 tháng 6, anh Dê nhận tin mình là F1 và đã được cách ly tập trung tại khu vực cách ly Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trường hợp F1 này có lịch trình di chuyển phức tạp liên quan đến nhiều F2. Ngày 3 tháng 6, anh NTG đến nhận việc và bắt đầu làm việc tại công ty Map Pacific Singapore. Ngày 4 tháng 6, đi làm bình thường bằng xe đưa đón của công ty. Từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, không đến làm việc ngày 11 tháng 6, đi xe đưa đón từ ngã tư Hàng Xanh, Thành phố Hồ Chí Minh về công ty có tiếp xúc gần với bảo vệ. 11 giờ cùng ngày di chuyển ngược về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại công ty, anh D đã có tiếp xúc với những người thuộc khối văn phòng, cùng bảo vệ và tài xế xe đưa đón. Theo CDC Đồng Nai, anh NTZ đã có biểu hiện lâm sàng của bệnh COVID-19 như là sốt, mệt mỏi. Ca nghi nhiễm này có nguy cơ lây nhiễm rất cao, cần tiếp tục truy vết thần tốc tất cả các trường hợp tiếp xúc. Tuyệt đối không bỏ sót, nhất là các trường hợp tiếp xúc gần. Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa cho biết, qua điều tra, truy vết có 61 trường hợp F1, trong đó có 20 F1 tiếp xúc gần và có nguy cơ cao, còn lại là F1 tiếp xúc xa. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Gần 100 trường hợp F2 tại các dây chuyền sản xuất và nhân viên khác đã được yêu cầu cách ly y tế tại nhà. Trước đó, khi nhận được thông tin f1 có nguy cơ cao làm việc tại công ty Map Pacific Singapore, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa tạm thời toàn bộ công ty này để thực hiện khoanh vùng, ra soát và khử khuẩn theo quy định.